Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, BMW kép giới thiệu đến thị trường Việt Nam thế hệ 5 Series thứ 7 với hai phiên bản gồm bản 520i và 530i được nhập khẩu hoàn toàn từ Đức. Với tầm giá này thì BMW kép 5 Series nhỉnh hơn một chút so với đối thủ Mercedes-Benz, vốn dĩ là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc sedan cao cấp cỡ trung tại thị trường Việt Nam. Không chỉ có Mercedes-Benz E-Class, BMW kép 5 Series còn phải chạm trán với hàng loạt đối thủ cực mạnh tại Việt Nam như Audi A6, Lexus S hay Jaguar XF. Dòng sedan hạng sang 5 Series thế hệ mới nhất của BMW kép có tên mã G30. Mẫu xe này đã trải qua 6 dòng đời phát triển. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 7,9 triệu chiếc được bán ra trên toàn thế giới. Vì thế, ở thế hệ mới nhất của BMW kép 5 Series được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về thật nhiều thành công như các thế hệ trước đã làm được. BMW kép 520i sedan được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm CLR, Cluster Architecture. Khung này vốn dĩ được chia sẻ cùng đàn anh 7 Series. Tổng trọng lượng của BMW kép 520i giảm đi khoảng 100kg so với thế hệ trước. Nếu như tính riêng phần khung gầm thì trọng lượng xe nhẹ hơn 70kg. Thế hệ BMW kép 5 Series mới dài hơn 36mm, rộng hơn 6mm và cao hơn 2mm so với phiên bản người tiền nhiệm. Chiều dài cơ sở của xe cũng tăng thêm 7mm, đạt kích thước tới 2976mm. Là phiên bản nâng cấp giữa dòng đời facelift nên các số đo của BMW kép 520i Luxury Line 2020 vẫn giữ nguyên. Cụ thể, xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4963, 1868, 1479mm. Hệ số cản gió đạt 0,23cd. 520i Luxury Line 2020 hiện là phiên bản đang được nhiều khách hàng quan tâm bởi là bản tiêu chuẩn dễ dàng tiếp cận hơn. Nếu như ở phiên bản hiện hành, BMW kép 520i khá trung tính, một chút điềm đạm, chững chạc, thì sang model 2020, BMW kép 520i 2020 thể thao và cá tính hơn nhờ có gói trang bị Luxury Line. So với đời trước, bộ lưới tản nhiệt của BMW kép 520i Luxury Line 2020 đã được mở rộng mang đến cái nhìn hầm hố hơn, nhưng không quá đà như 7 Series. Do đó, tính thẩm mỹ vẫn được đảm bảo và không phải nhận nhiều ý kiến trái chiều như đàn anh. Dưới nắp capo của BMW kép 520i Luxury là động cơ xăng i4 Twin Power Turbo 2.0 lít, sản sinh công suất cực đại 184 mã lực tại 5.000 đến 6.500 vòng phút, mô men xoắn 290 nanomet tại 1.350 đến 4.250 vòng phút. Sức mạnh được truyền tới các bánh sau thông qua hộp số tự động 8 cấp Steptronic. Chiếc Beamer này mất 7.9 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 235 km/h. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang xem là chiếc xe BMW kép 520i Luxury Line 2020, mới lăn bánh được 2.000 km, xe đẹp như mới. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!